Hôm nay em Theo chia sẻ cho anh chị một bí mật vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến 99% thành công của em Theo, của tất cả những anh chị thành công và giàu có trên thế giới, cũng như là tất cả những anh chị trong câu lạc bộ và của tất cả anh chị đang xem video này. Việc mà anh chị thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có và thịnh vượng như anh chị mong muốn hay chưa thì 99% nó đến từ yếu tố ngày hôm nay. Nhờ Theo biết được bí mật này và ứng dụng thì cuộc sống của Theo đã thay đổi 180 độ, thay đổi ngoạn mục về cuộc sống, tài chính, mối quan hệ, kể cả về sức khỏe. Nếu anh chị biết được kiến thức ngày hôm nay và ứng dụng chuẩn xác 100% vào cuộc đời của mình thì cuộc đời của các anh chị toàn là những điều tốt đẹp và lợi lạc mà thôi. Đó chính là sức mạnh của tâm thức. Vậy sức mạnh của tâm thức là gì? Đây là cuốn sách có tựa đề là Sức mạnh tiềm thức, The New York Times Bestseller của Joseph Murphy. Bao nhiêu số các anh chị đã biết cuốn sách này ạ? Bao nhiêu số các anh chị đã biết cuốn sách này nhưng mà chưa đọc? Bao nhiêu anh chị đã đọc cuốn sách này nhưng mà chưa ứng dụng tạo ra kết quả? Thì dù anh chị có biết, đã đọc nhưng mà anh chị vẫn chưa ứng dụng ra kết quả thì nó cũng giống như là anh chị chưa hề biết những cái bí kíp trong cuốn sách này. Sau khi em Theo chia sẻ thì anh chị nên mua cuốn sách này về đọc, bởi vì trong cuốn sách này nó sẽ có những bài học định nghĩa căn bản. Và trong chương trình huấn luyện của câu lạc bộ thì chị chỉ được chia sẻ những ứng dụng mà thôi. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của tâm thức thì anh chị cần phải đọc cuốn sách này. Theo anh chị thì con người chúng ta có bao nhiêu giác quan? Một số người nói 5, người thì nói 6, người thì nói 10, người thì nói 30. Nếu như anh chị có câu trả lời là 30 thì có lẽ là anh chị đang học tâm lý học. Câu trả lời nào cũng đúng hết. Nhưng khi nói về 5 giác quan thông thường và chính thì mọi người thường hay quan tâm đến 5 giác quan là mắt nè, mũi nè, miệng, cảm giác của mình, tai. Nếu mà chỉ có 5 giác quan này thôi á thì đâu là sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công? Đâu là sự khác biệt giữa người khỏe mạnh và người không khỏe mạnh? Đâu là sự khác biệt giữa một triệu phú và một người đang vỡ nợ? Đâu là sự khác biệt giữa một chủ doanh nghiệp và một người đang làm công? Nếu như tất cả mọi người đều nhìn được, nói được, nghe được và cảm nhận được như nhau, vậy thì tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Yếu tố dẫn đến sự khác biệt giữa mọi người, giữa người thành công và người không thành công đã đến từ giác quan thứ 6. Bao nhiêu anh chị đã nghe đến giác quan thứ 6 ạ? Mơ hồ và chưa có lý giải được. Tất cả mọi người đều có giác quan thứ 6, chỉ là do chúng ta chưa nhận ra mà thôi. Và con người có 6 giác quan chính. Giác quan thứ 6 đó là tâm thức. Nếu một con người mà không có tâm thức thì giống như một đứa trẻ và giống như một người mất trí và không biết gì cả. Tâm thức bao gồm ý thức và tiềm thức. Tâm thức chứa đựng thông tin, mang đến tính năng suy nghĩ, khả năng được lựa chọn, khả năng học hỏi, tiếp nhận thông tin, tiếp thu kiến thức, lưu trữ thông tin và truyền tải thông tin ra bên ngoài. Tâm thức giúp vận hành 5 giác quan của các anh chị một cách có hệ thống, giúp anh chị nghe được, nói được, cảm giác được, ngửi được và đặc biệt là ra quyết định. Sự khác biệt giữa tâm thức con người và con vật là tâm thức của con người là mạnh gấp hàng tỷ lần so với tâm thức của con vật. Những loài sinh vật khác nó cũng có tâm thức nhưng mà nó không mạnh bằng và nó cũng không phát triển bằng tâm thức của con người. Có thể những giác quan khác của các loài vật khác á, nó mạnh hơn của con người, ví dụ như là thị giác, thính giác. Ví dụ như là con dơi á, thì nó sẽ có cái thị giác của nó tốt hơn con người. Hoặc là con chuột ấy, thì nó sẽ có cái mũi của nó sẽ thính hơn con người. Nhưng mà có một cái giác quan mà con người mạnh nhất và vượt trội nhất đó là tâm thức. Đó là cái khả năng học tập, lưu trữ thông tin, khả năng sáng tạo, lựa chọn và đặc biệt là khả năng được ra quyết định mình mong muốn. Dù anh chị là người da trắng, da đen, da xanh, da vàng, sinh ra trong một gia đình chưa giàu hay một gia đình giàu có thì tất cả các anh chị đều có tâm thức. Nên anh chị đừng lo là chúng ta không thành công được, chỉ là do chúng ta chưa biết về nó, chưa biết cách vận hành và cách sử dụng tâm thức mà thôi, nên chúng ta chưa đạt được sự thành công như chúng ta mong muốn. Sau kiến thức ngày hôm nay, cuộc đời các anh chị sẽ thay đổi theo một cái chiều hướng tốt hơn và đạt được những kết quả mà anh chị chưa từng nghĩ là mình đạt được. Vận dụng tâm thức như thế nào, xin mời các anh chị đón xem phần 2.